Câu có bộ hiệu quả ha. Dính rồi đó. Đưa cái bọc qua Đây. quan. Cái bọc. Đây nè. Đây cái bọc. Tao treo đây luôn cho mày. Đây thành quả đầu tiên, được một con. Rồi lại tiếp tục. Đây là cái lưới gọng cá. Dính được duy nhất một con. Đi cả tiếng đồng hồ. Ra chưa nó tụi nó ra chưa? Ừ. Ừ. Đem dao hay làm gì? Bẻ đi, bẻ đi. Bẻ ông nội đâu bẻ nổi á. Bầu dài lắm ông nội bẻ nhỏ nhỏ bẻ nổi, ừ. Bự bẻ nổi ông nội đó. Đó. Cái tướng câu cá đó. Hoành tráng chưa? Đâu như khỉ nè, múa lửa nè, nhúng nè. Nhúng nhân cho cá ra. Nhỏ hoành tráng quá. Ừ. Đây là khung cảnh xung quanh chỗ anh em tôi câu cá đây các bạn. Đang tôi ngồi đang trên ngồi dính cây đứng trên cây sừng bầu nè các bạn. Gai sừng bầu nhóc hết trơn nè. Ừ. Nó đầm cái lòi lỗ đít luôn đó. Đây là quang cảnh xung quanh nơi của bồng lai. Anh em tôi câu cá nè. Đây là thấy một cái loại cái trái cây gì lạ đây nè. Trái này không biết trái gì luôn. Trái này trái gì? Trái mét hả? Ơi coi nè. Thôi không có dám bóp đâu, bóp coi chừng nó ấy đó. Nè. Bóp nó dính tay đó. Nè, trái này chín nè. Trái này nhìn đẹp quá. Không biết có ai mà biết trái này không nữa đây. Không phải ai dễ mà tìm nhìn được thấy cái này. Đấy, quang cảnh của anh em tôi là đi câu nữa nè. Ghê quá, ghê quá. Lúc này là đang 2 giờ 30 phút nghe các bạn. Đây nè, quang cảnh xung quanh chỗ anh em tôi câu nè. Quang cảnh chỗ đi câu đây. Còn anh này là đang leo cây để câu. Chỗ câu này chỗ câu rất là lý tưởng. Đứng hoài mới có mỏi không nữa. Hả? Đứng được không? Đứng hoài mỏi không? Trời ơi, đây tao ngồi xuống đây chứ có gì đâu, ngồi. Ừ. Gán ngồi đi. Gán làm dáng câu đó đó, rồi ngồi luôn đi. Khỉ luôn. Giống khỉ quá à. Các bạn thấy thì khỉ khỉ ở trên cây chứ các bạn. Ngồi chờ sung rụng nè, chờ cá ăn nè các bạn. Tôi là Khương Tử Năm nè. Khương Tử Nha, Khương Tử Nha. Tôi là Khương Tử, người ta Khương Tử Nha, tôi là Khương Tử Năm nè. Khương Tử Năm hả? Ừ. Biệt danh là Khương Tử Năm. Tên tên nhà là Ngọc Năm Mùa Ô hả? Nhanh là Năm Lèo. Ờ, Năm Lèo phải không? Đăng clip lên
vì tên là Năm Liều Cồn đúng không? À, Năm Liều Cồn đúng không? Bạn ra ngoài Sài Gòn á, nói tên Năm Liều ai cũng lắc đầu hết trơn các bạn ơi. Đâu có ai biết đâu. Bạn mấy bạn có dịp nào về miền Tây đi rồi tôi dẫn các bạn đi ra khu du lịch sinh thái ở ngoài vườn của tôi nè, là bốn bài là vườn tược với mương rãnh đồ không, cá thì bao la mà không biết có bắt được con nào không đó. Chứ câu sớm giờ mới được có một con hả? Đây nè, đây nè, đó có cái được cái lưới để gọng cá nè. Cá nó khôn lắm này bạn ơi, nó luôn bên đây nè. Khôn không? Cá khôn không? Đó, quang cảnh xung quanh chỗ cầu nè. Tùm quá. Mùa mưa này nhìn đường quá dơ. Hả? Thả mình lên hả? Thả mình lên thì ở đây luôn. Đi mình lên gì biết đường gì đi vô nhà không? Sao không biết trời? Không quá dễ đâu trời. Dù gì cũng phải tìm đường vô chứ. Đi tầm bậy tầm bạ, ông nó đánh chết bà luôn, đi theo cái đường mòn á. Mùa mưa này ông nó trốn hết rồi. Rồi chăm chú coi, chăm chú nhấp nhấp coi.